có nên đi bộ sau bữa ăn không là băn khoăn chung của nhiều người. Biết được những lợi ích cũng như nhược điểm của việc đi bộ sau bữa ăn có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời phù hợp với cơ thể của mình. Lợi ích của việc đi bộ sau bữa ăn. Theo Juan Delgado, nhà sinh học và khoa học thể thao tại phòng thí nghiệm khoa học thể thao của New York cho biết, có rất nhiều lợi ích khi đi bộ sau bữa ăn, bao gồm làm giảm đáng kể chỉ số đường huyết, cải thiện nhu động ruột, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn và tăng cường lưu lượng máu, giúp cải thiện tiêu hóa. Đi bộ sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy kích thích dạ dày và ruột, giúp tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và giảm đầy hơi. Trên thực tế, việc đi bộ sau ăn đã được chứng minh hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh như loét dạ dày tá tràng, chứng ợ nóng, hội chứng ruột kích thích, táo bón và ung thư đại trực tràng. Giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Đi bộ sau bữa ăn có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc phải bệnh đái tháo đường type 1 và type 2, bởi việc tập thể dục sau khi ăn có thể ngăn lượng đường trong máu tăng đột biến, do đó làm giảm lượng insulin. Hơn nữa, một nghiên cứu thực hiện năm 2016 ở những người mắc đái tháo đường type 2 đã cho thấy rằng việc đi bộ nhẹ nhàng trong 10 phút sau bữa ăn tốt hơn so với việc đi bộ liên tục 30 phút trong việc kiểm soát đường huyết. Đi bộ sau khi ăn không chỉ có tác động đối với những người mắc bệnh tiểu đường, mà còn giúp hạ đường huyết đối với những người không mắc bệnh. Thúc đẩy giảm cân. Tập thể dục đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân bên cạnh một chế độ ăn uống phù hợp. Để thúc đẩy quá trình giảm cân, bạn cần phải đốt cháy nhiều calo hơn so với lượng calo nạp vào cơ thể. Việc đi bộ sau bữa ăn có thể giúp bạn giảm calo, và nếu duy trì liên tục, nó có thể hỗ trợ giảm cân. Giúp điều hòa huyết áp. Đi bộ sau bữa ăn cũng có thể giúp điều chỉnh huyết áp ở một mức độ nhất định. So với việc đi bộ liền mạch trong 30 phút, nghiên cứu đã chỉ ra rằng 3 lần đi bộ 10 phút trong ngày có lợi hơn cho việc giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng đột quỵ. Một nghiên cứu khác ở những người ít vận động cũng cho thấy rằng việc đi bộ có thể làm giảm huyết áp tâm thu, áp lực của máu lên động mạch khi tim có bóp tới 13%. Dựa trên những dữ liệu trên, việc đi bộ sau bữa ăn đã được chứng minh giúp hạ huyết áp một cách hiệu quả. Đi bộ sau bữa ăn có thể gây khó chịu cho dạ dày. Đi bộ là một hoạt động an toàn và lành mạnh đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, một số người có thể bị đau bụng khi đi bộ sau bữa ăn với các triệu chứng như khó tiêu, tiêu chảy, buồn nôn, đầy hơi và trướng bụng. Điều này có thể xảy ra khi thức ăn mới di chuyển trong dạ dày, tạo ra một môi trường kém lý tưởng cho quá trình tiêu hóa. Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào kể trên, hãy tạm nghỉ trong vòng 10 đến 15 phút rồi tiếp tục đi bộ ngay sau đó. Nên giữ cường độ đi bộ ở mức thấp, không cần đi bộ quá nhanh. Lưu ý thời gian tốt nhất để đi bộ sau bữa ăn. Dựa trên những điều đã được nghiên cứu, thời điểm lý tưởng để đi bộ dường như là ngay sau bữa ăn. Tại thời điểm này, cơ thể bạn vẫn đang làm việc để tiêu hóa thức ăn vừa nạp vào. Vì vậy, đi bộ sau bữa ăn có thể giúp bạn nhận được những lợi ích như cải thiện tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu. Bạn nên bắt đầu bằng cách đi bộ trong 10 phút và sau đó tăng thời lượng lên mức có thể chấp nhận được. Bằng cách hoàn thành 3 lần đi bộ mỗi lần 10 phút trên một ngày, bạn dễ dàng tích lũy được thành 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày. Đi bộ có giúp giảm cân không? Đi bộ có giúp giảm cân không là thắc mắc mà rất nhiều người muốn biết khi thực hiện bài tập với mục đích giảm béo. Đi bộ có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Vậy những lợi ích đó là gì? 1. Muốn giảm cân thì cần kết hợp đi bộ và chế độ ăn kiêng. Đi bộ 1 giờ mỗi ngày giúp đốt cháy năng lượng kích thích quá trình trao đổi chất. Điều đó đồng nghĩa với việc là giúp khả năng duy trì cân nặng hoặc là giảm cân. Lượng calo thực tế đốt cháy sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là tốc độ đi bộ, quãng đường, địa hình và cân nặng của bạn. Ngoài ra, để giảm cân thì không nên chỉ dựa vào việc là mỗi đi bộ mỗi ngày mà còn phải kết hợp với chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Theo các nghiên cứu khoa học thì đi bộ giúp bạn giảm cân một cách hiệu quả khi mà kết hợp với chế độ ăn ít calo. Hãy tăng cường chất xơ, protein, giảm dầu mỡ và tinh bột để hỗ trợ cho cơ thể giảm béo tối ưu. 2. Mẹo đi bộ để giảm cân hiệu quả. Tăng tốc độ đi bộ. Khi mới bắt đầu thì bạn nên đi bộ với tốc độ vừa phải, sau đó từ từ tăng tốc. Bằng việc tăng tốc đi bộ, bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn để giúp giảm cân. Sử dụng áo weight vest, nghiên cứu đã minh chứng rằng một người đi 1,5 km trên một mặt phẳng trong khi mặc weight vest nặng 15% trọng lượng cơ thể đốt cháy hơn 12% calo so với một người không mặc chiếc áo này. Nếu bạn không có vấn đề về lưng hoặc cổ, có thể lựa chọn một chiếc áo vest có trọng lượng phù hợp để cải thiện về số lượng calo đốt cháy trong khi vận động. Đi bộ lên dốc hoặc là trên những địa hình không bằng phẳng cũng là một cách tăng thêm độ khó cho bài tập, giúp đốt cháy calo một cách hiệu quả hơn.
Chú ý tư thế đi bộ. Khi đi bộ, đầu luôn giữ thẳng, mắt hướng về phía trước, thẳng lưng, đồng thời tập trung siết chặt cơ bụng và mông trong suốt quá trình tập luyện. Kết hợp với các bài tập tăng sức đề kháng, bạn có thể thực hiện các bài tập tăng sức đề kháng như squat, lunge và tập gập chân để tăng nhịp tim và tăng cường cơ bắp chân. 3. Những lợi ích khác của việc đi bộ. Không chỉ thúc đẩy giảm cân, đi bộ thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe khi nó lọt vào top những bài tập thể dục hàng đầu mà bạn nên tập. Thứ nhất là tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì đi bộ có tác dụng là phòng ngừa bệnh tim mạch và không thua kém việc chạy bộ. Đi bộ 30 phút mỗi ngày, mỗi tuần giúp bạn giảm 19% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Tỷ lệ này còn giảm nhiều hơn nếu bạn tăng cường cường độ và quãng thời gian đi bộ mỗi ngày. 2. Làm dịu cơn đau khớp. Đi bộ giúp bảo vệ các khớp, đặc biệt là các khớp đầu gối và hông, những nơi dễ bị viêm xương khớp nhất. Hoạt động này giúp bôi trơn và tăng cường các cơ hỗ trợ khớp. Đối với những người bị viêm khớp, đi bộ khoảng 8 đến 9 km trên một tuần có thể giúp giảm đau khớp và cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt. 3. Cải thiện và ngăn ngừa các bệnh về mãn tính. Các tình trạng khác nhau bao gồm tăng huyết áp, mỡ máu cao, đái tháo đường có thể được cải thiện nhờ đi bộ hàng ngày. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng đi bộ 15 phút 3 lần trên một ngày sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối giúp cải thiện được lượng đường trong máu nhiều hơn so với đi bộ 45 phút vào một thời điểm khác trong ngày. 4. Tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu cũng đã theo dõi 1.000 người lớn trong mùa cúm. Thì những người đi bộ với tốc độ vừa phải trong vòng 30 đến 45 phút một ngày thì có số ngày ốm ít hơn 43% và ít nhiễm trùng hơn đường hô hấp trên. Các triệu chứng của họ cũng giảm nhẹ nếu mà bị mắc bệnh. Con số này được so sánh với những người lớn trong các nghiên cứu và những người đi vận động. Hãy cố gắng đi bộ hàng ngày để trải nghiệm những lợi ích này. Nếu điều kiện thời tiết không tốt thì bạn có thể thử đi bộ trên máy chạy bộ hoặc là xung quanh nhà của bạn. 5. Săn chắc cơ bắp. Đi bộ có thể tăng cường cơ bắp ở bắp chân. Để tăng cường sức mạnh nên đi bộ leo dốc hoặc là trên máy đi bộ. Ngoài ra thì kết hợp đi bộ với các hoạt động như là rèn luyện khác, như là đi xe đạp hay là chạy bộ. Bạn cũng có thể thực hiện các bài tập tăng sức đề kháng như là squat, lunge và tập chân để duy trì sự săn chắc và tăng cường cơ bắp chân. Như vậy là đi bộ có thể giúp giảm cân, đặc biệt là khi áp dụng các mẹo tối ưu và chế độ ăn uống ít calo. Đây là một trong những hình thức tập tốt cho sức khỏe. Hãy tạo dựng thói quen đi bộ hàng ngày để nhận được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời này. Với những thông tin của báo Sức khỏe và Đời sống, mong rằng quý vị và các bạn có thể tự tìm cho mình được những tư vấn hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chuyên mục Khỏe đẹp. Quý vị đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế.